Xin chào, đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp địa hình của dòng Chopit, là dòng địa hình Chopit Martinez, được trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG, bánh 27,5 không nhôm, các sơn nguyên bản, toàn bộ là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Chopit Martinez, một dòng địa hình rất là đẹp mà giá rất là rẻ, thì có 7,9 triệu mà đã được trang bị full bộ chuyển động của Shimano DOG. Rất là cao cấp của dòng Shimano, mắc sơn nguyên bản, màu sơn thì còn khá là đẹp do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Nên tổng thể và như các bác thấy trên hình, xe này nó còn giữ được cái độ mới rất là cao. Toàn bộ là vẫn là nguyên bản của Chopit, bánh 27,5, à xin lỗi các bác, bánh 26, bánh 26. Và phần tay lái thì cũng được trang bị đôi tay bấm của Shimano Yoji và bộ phanh dầu của Maura, dầu rất là ngon, xịn hơn cả Shimano. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Sai chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 58 cm. Theo chiếc xe này của các bác từ khoảng 1m 62-63 đến khoảng 12-13.5 như là phù hợp. Nó bị một lít 10 tầng và 3 tầng đĩa. Và chiếc xe có 30 tốc độ khác nhau. Thì mức giá của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video là chỉ có 7,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.